Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Đại Nghĩa. Năm nay mình 29 tuổi và mình đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cho Tuấn hỏi là cái giai đoạn nào Nghĩa phát hiện ra là mình khác biệt so với những bạn đồng trang lứa của mình? Hồi mình còn nhỏ thì là cũng giống như bao bạn trong cộng đồng LGBT thôi. Thì mình rất là thích chơi với những bạn nữ. Và mình rất là thích chơi búp bê. Chơi búp bê. Chơi banh đũa và may vá theo thùa. À, thích may vá theo thùa. Đúng rồi, dạ. Và khi đến năm em học lớp 11 là năm em 17 tuổi thì em có search trên Google tìm kiếm những cái bài hát K-pop, thì em vô tình nhìn được một tấm hình là hai người đàn ông đang hôn nhau, nhưng mà hôn kiểu Pháp thôi nha chị, chứ không phải là hôn cái kiểu mình nghĩ. Thì giống như có một cái luồng điện nó chạy từ dưới lòng bàn chân của em, nó chạy lên trên tới cái những cái neuron trên não của em ấy. Là em thấy tấm hình hai người đàn ông hôn hả? Đúng rồi chị. Hôn kiểu Pháp là hôn môi hả? Dạ đúng rồi ạ. À, cho chị hỏi nữa, hôn kiểu Việt Nam là hôn sao? Tại em nói là hôn kiểu Pháp là hôn môi. Chị hỏi thiệt, tại chị không biết. Tại vì em có search trên mạng á, thì những cái kiểu hôn môi á thì người ta hay gọi là hôn kiểu Pháp thôi. Dạ. Còn hôn Việt Nam là hôn má hả? Hôn Việt Nam thì hôn có thể hôn má, hôn môi, hôn trán và hôn tất cả những chỗ nào mà mình cảm thấy mình hạnh phúc nhất thì mình hôn thôi. Ok, ok. Dạ. Khi mà em nhìn thấy tấm hình đó thì vô hình chung có một cái dòng điện á, nó chạy thẳng vô trong người em. Em nghĩ là mình phải tìm hiểu. Thì là một ngày, hai ngày và một tuần sau đó thì em cứ tìm hiểu một cụm từ mà em search trên Google á, là hai người đàn ông hôn nhau, tình yêu giữa hai người đàn ông và mối quan hệ giữa hai người đàn ông. Khi mà em đã search xong những cái cụm từ đó và em đã chắc chắn trong tâm trí của em là em là gay. Khoảng bao lâu thời gian em tìm hiểu em mới xác định em là gay? Một tuần. Chỉ một tuần thôi? Dạ đúng. Xác định là mình là gay? Dạ đúng. Là cũng vì cái bức ảnh đó làm cho em phải đi tìm tòi tất cả những gì mà liên quan hai người đàn ông. Dạ đúng. Khi mà em tìm hiểu xong á, em xác định được là mình là gay và giới tính của mình là mình chỉ có thể hạnh phúc, và cái hạnh phúc là từ phía một người đàn ông. Bắt đầu em có lên trên những cái forum dành cho cộng đồng LGBT và em tìm hiểu và em kết nối với những người bạn thuộc trong cộng đồng này. Thì em có quen một người là yêu xa. Năm em là 17 tuổi thì em ở Buôn Ma Thuột và em yêu một người là tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với em thì tình yêu đó nó rất đẹp. Em chat trên mạng qua Yahoo với anh ấy. Mỗi đêm về thì em nhắn tin bằng điện thoại với anh ấy để cái sự mà nhớ nhung của em á nó được trải trong những cái dòng tin nhắn của em. Năm em lớp 11 thì em chưa có được sử dụng điện thoại. Thì là em sử dụng điện thoại của mẹ em để em liên lạc với anh đó. Thì chỉ bằng tin nhắn thôi chứ em cũng không dám gọi điện. Thì bất chợt một ngày em xóa tin nhắn đến nhưng lại không xóa tin nhắn đi. Mẹ em phát hiện. Thì cái dòng tin nhắn cuối cùng là em nhớ anh nhiều lắm. Là mẹ đọc được cái tin nhắn đó. Dạ. Em cũng không nghĩ là mẹ em phát hiện ra đâu. Sang ngày hôm sau khi mà em đi học về á, thì cái không khí trong gia đình em á, nó là một không khí khác. Nó rất là lạnh, nó rất là nặng nè, và em biết nó không vui vẻ như những ngày thường. Dạ đúng rồi, và em biết chắc chắn là sẽ đã có chuyện xảy ra. Có chuyện. Thì khi mà em vừa mới bước vào nhà á, thì từ buổi sáng đến buổi chiều ba em vẫn không nói gì, cho đến khi tối á thì ba em mới kêu em vào phòng và đưa cái dòng tin nhắn đó ra. Mẹ em thì ngồi bên cạnh đó, thì ba em hỏi là tại sao tao sinh ra mày là một thằng đàn ông, tại sao là có những cái lời lẽ như vậy. Thì em cũng không biết giải thích như thế nào, tại vì lúc đó em còn quá nhỏ. Mặc dù em đã khẳng định giới tính của mình rồi, nhưng mà em còn quá nhỏ để em có thể giải thích. Em có thể dùng những cái từ ngữ để em giải thích cho ba em hiểu. Thì bất chợt sau đó là một trận đòn bằng dây nịt. Ba em đánh em? Dạ. Thì cơ thể của em nó rất là ốm. Thật sự đến bây giờ nó vẫn rất là ốm. Thể trạng của em nó không như mà một người bình thường. Thì những cái lần mà ba em quất cái sợi dây nịt vào trong người em á, thì là nó lằn hẳn trên cái da của em luôn, từng mảng một. Nó nổi đỏ lên luôn đúng không? Không những đỏ mà còn bầm luôn đó chị. Thì lúc đó em có đeo những cái vòng bằng cao su, cách đây mười mấy năm thì cái trào lưu đó rất là nổi. Thì ba em dùng một cái kềm cộng lực á, cắt hẳn những cái vòng đó ra luôn và xé toạc toàn bộ sách vở và cặp sách của em. Lúc đó là em rất là đau trong người, nhưng mà em vẫn phải cắn răng em chịu thôi, tại vì em biết là đó là một cú sốc đối với ba em. Tại vì á, em là cháu đức tôn của ba đời. Ông nội em là đức tôn, ba em là đức tôn và đến đời em cũng là đức tôn. Đó là một cú sốc rất là lớn đối với ba em.
Rồi sau bao lâu thì cả gia đình của mình mới có thể ổn định lại? Em tốt nghiệp lớp 12 xong là em có một cái quyết định là em bỏ nhà đi. Em có quen một nhóm bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ kêu là thôi xuống Sài Gòn đi, ta giúp mày, ta sẽ giúp cho mày có một cuộc sống ổn định hơn là ở cái đất đó. Thì em đã nghe lời. Và em còn nhớ như in trong đầu em là ngày 22 Tết, em cuốn gói vali sẵn sàng hết luôn. Khi mà em ra tới bến xe á thì là bắt gặp anh họ em, thì là một cú điện thoại về cho mẹ em. Sao em không trốn, em gặp em sống né, cái đường nó cũng lớn mà, em có thể né được mà. Thật sự mà nói á, cái thành phố Buôn Ma Thuột với chị nó rất là nhỏ, người này biết người kia biết người nọ. Là em có xách theo vali hay là giỏ xách à? Có, em có xách một cái vali cũng lớn. Cho nên là khi mà em đi ra ngoài bến xe như vậy á, thì những người quen của ba mẹ em á, người ta thấy em đi có một mình như vậy thì người ta mới quắt anh em, anh họ em vào. Khi mà anh họ em thấy thì gọi cho mẹ em liền luôn. Và tối hôm đó về là một trận đòn tiếp theo đó, nó xảy ra đối với em. Nhưng mà trận đòn này đối với em nó là còn đau đớn hơn cả trận đòn mà khi mà phát hiện ra em là gay. Là đánh nhiều hơn nữa. Tại vì chị biết sao, em là từ nhỏ là em sống với ba mẹ em, cho nên là em rất là sợ khi mà em phải đi ra ngoài một mình như vậy. Thật sự là trong tâm trí em cái ngày mà em bỏ đi á, em rất là hoang mang. Tại vì trong túi em không có tiền, thật sự là lúc đó em không có một đồng nào trong người luôn. Chỉ có đúng 50 ngàn là tiền em ăn sáng mỗi ngày. Em cũng không biết là liệu những cái lời nói mà ngọt ngào của những đứa bạn của em á, nó mời em xuống á, có phải là sự thật hay không. Tại vì nó vẽ cho em một cái thiên đường thành phố Hồ Chí Minh nó rất là đẹp đi, cho nên em mới quyết định bỏ nhà em đi. Sau khi mà đánh em xong á, là em bị cấm túc hoàn toàn, không online, không điện thoại, không giao du bất kỳ một ai. Sáng bố chở đi học, chiều bố chở đi về. Cuộc sống của em nó chỉ có nhiều là kiểm soát. Kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của em, không buông lỏng một bất kỳ một giây nào, kể cả giờ em đi học thêm luôn á. Là về nhà là nhốt trong nhà luôn? Dạ, em về nhà là em chỉ có ở trong một cái phòng của em và em học bài xuyên suốt và không cho em tiếp xúc với internet, không cho em cầm điện thoại, nói chung là không cho em liên lạc với bất kỳ phía bên ngoài nào luôn. Lúc đó là em hầu như là em muốn bị trầm cảm luôn rồi á. Đúng là ta tuổi còn quá nhỏ mà áp lực như vậy thì không thể nào mà chịu nổi. Thì khi mà em thi tốt nghiệp lớp 12 xong á, thì em có xin ba má em cho em xuống dưới Sài Gòn để em thi đại học, nhưng mà một từ là không. Cái năm đầu tiên em thi đại học thì thay vì người ta là cố tình thi đậu thì em lại cố tình thi rớt. Em cố tình thi rớt để em chứng minh cho ba em là em không thích cái ngành đó và em muốn là em được thoát khỏi cái đất Buôn Ma Thuột đi. Em muốn đi xuống Sài Gòn. Em muốn là em không muốn là một đứa con lúc nào cũng là núp ở phía sau lưng cái bóng của ba mẹ em. Tại vì cái bóng ba mẹ em nó quá lớn, nó quá to đi, nó che mất đi cái bản thân em rồi. Có khi nào em tâm sự, em trải lòng với ba mẹ em về điều đó không? Em không dám. Cái việc mà thi rớt đại học á, đối với một số gia đình á, thì nó là một cái gì đấy rất nghiêm trọng. Thì có khi nào bố mẹ lại bảo là có phải là do Nghĩa ham chơi, ham bạn bè nên không thi rớt đại học đó? Cái đó thì không. Ba em là một người quyết đoán lắm. Khi mà em rớt đại học xong á, ba em kêu là à mày rớt đại học thì tao cho mày học trung cấp, không đi đâu hết, không bước chân ra khỏi cái đất Buôn Ma Thuột này cho tao. Thì em học trung cấp một năm kế toán. Em có xin ba mẹ em xuống Sài Gòn và em nhờ một cái sự tác động khác là bác của em, mẹ đỡ đầu của em. Thì bác ấy nói vô, tác động vô ba mẹ em và em đã được phép. Tại vì cái người bác này á, rất là hiểu chuyện. Bác rất là tâm lý, tại vì ngày xưa bác là cô giáo. Cho nên khi em ngồi em trả lòng của em ra cho bác á, thì bác có xin mẹ em. Em nghe được cái tin em được phép xuống Sài Gòn, trong tâm trí của em nó giống như là nó bắn pháo hoa trong đầu em á. Em nghĩ là, ồ, vậy là em đã được đi rồi, em được thoát rồi, em được là chính em rồi, em được xuống Sài Gòn rồi, em được gặp những người này, những người kia, em được thả hồn của em ra rồi. Thì em cố gắng em luyện đại học và kết quả là em đậu cao đẳng ngành ngoại ngữ. Và khi mà em xuống Sài Gòn á, là được cái sự quản thúc của chị họ em. Tiếp tục quản thúc nữa. Nhưng mà quản thúc một cái cách là không phải nghiêm ngặt như vậy. Em vẫn có một cái sự tự do nhất định của em. Thì trong suốt 3 năm này là một cái trong gai của em, là em bị gia đình em miệt thị. Miệt thị? Thì gia đình là họ hàng đúng không? Tất cả họ hàng luôn. Bên phía nội em á thì không ai nhìn mặt em. Họ nói em người không ra người, ngợm không ra ngợm. Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Họ dùng những cái lời lẽ gọi là châm biếm với lại phê phán cho em. Nhưng mà em mặc kệ, tại vì em đã được thoát ra rồi mà.
em còn gì mà sợ nữa đúng không chị? Thì khi mà những cái ngày Tết em về á, em không dám ăn bận theo cái phong cách của em đâu. Em phải bận đúng chính con người em của những ngày xưa. Không phấn son, không lè lè, không quần này áo nọ. Vẫn là cậu bé mà năm 11, 12 á. Mùng 1, mùng 2 Tết á, em lên trên nhà nội em á. Thì thay vì một cái lời chúc Tết đi ha, là một cái lời xị xói em. Nhìn nó kìa, bóng đỏ đó, bê đê đó. Tại sao anh hai có thể đẻ ra một đứa như vậy? Đây là cả dòng họ ai cũng nói vậy. Xúm nhau lại nói vậy. Thì đó là một cái mà thà như người ngoài nói đi em không đau, nhưng mà lần này là những cô, những chú trong gia đình em nói thì nó là đau gấp trăm, gấp ngàn. Không mà ai đồng cảm với em. Không có một người nào luôn. Phía bên nội không một ai. Còn phía bên ngoài? Phía bên ngoài em á thì tất dần dần các bác hiểu ra là con người thật sự của em. Tại vì em chứng minh qua những cái công việc em làm, em chứng minh qua cái năng lực học của em. Em chỉ dám thổ lộ với bà phía bên ngoài thôi. Kể cả mẹ em lúc đó em vẫn chưa dám thổ lộ. Mẹ em thì lúc này cũng nói là mày làm ơn, mày là một thằng đàn ông cho tao đi, mày phải lấy vợ, mày để con cho tao đi, vì mày là đức tôn, chứ mày không phải là một cái thứ mà nửa này nửa kia. Không, con không làm được. Thật sự con không làm được. Lý do vì sao? Vì con không muốn làm khổ cái người phụ nữ đó. Mình làm khổ mình đủ rồi. Là mình đâu có yêu đâu mà mình sống họ, mình lấy họ nữa. Sẽ làm khổ hết. Mẹ em còn nói vậy nè. Vậy thì mày lấy nó, mày để con đi rồi mày bỏ nó. Mọi người sao cứ suy nghĩ một cách dễ dàng quá. Thì ba mẹ em chỉ muốn có đứa con thôi. Đúng. Một đứa mà để có thể nối dõi được tông đường thôi. Là những chuyện khác không có, không suy nghĩ tới. Đúng. Chỉ muốn là có một đứa cháu. Sau khi mà em come out ra đó, là chỉ muốn một đứa cháu thôi, còn không quan tâm vợ. Vì em là đứa tôn, muốn một đứa cháu ta còn như thế nào cũng mặc kệ. Đó thì mẹ em có thể buông ra những cái lời đó. Thì thật sự đó, khi mà em nghe những cái lời đó, em không nghĩ đó là mẹ em. Tại vì mẹ em là một người cũng đã từng rất là tâm lý, cũng đã từng cho em những cái lời khuyên, cho em những cái bài học. Nhưng mà tại sao mẹ em lại có thể vì một cái mà suy nghĩ mà nhất thời cho bản thân mình thôi mà lại có thể nói như vậy? Phụ nữ người ta cũng có quyền được hạnh phúc. Mình cũng là phụ nữ, trong con người mình cũng có một chút gì đó phụ nữ. Thì mình hiểu được cái tâm lý của họ hơn. Họ cần là họ cần một cái là chỗ dựa tinh thần cho họ, chứ không phải họ cần một cái máy để đẻ. Chính xác. Và người ta không phải là công cụ để đẻ đúng cho rồi, mình. Người ta không phải một công cụ để đẻ cho mình. À, đẻ xong là bỏ, đẻ xong là bỏ. Không phải là một cái máy. Người mà em hay thổ lộ nhất là bác em và dì em, là chị của mẹ em á. Là em lúc nào em cũng tâm sự. Về Buôn Ma Thuột là em tâm sự với hai người đó. Khi mà em kết thúc 3 năm cao đẳng á, thì một người chị họ của em, có thể nói là một người thầy luôn á, và hiện tại là một người sếp, đã đón nhận em cho đến nay là 8 năm. Khi mà chị ấy đưa em vào công ty làm á, phía bên ngoài, bây giờ là đến được phía bên ngoài, chỉ trích chị em, nói tại sao có thể nhận một cái thằng như vậy làm. Nó sẽ làm hư việc của mày, nó sẽ làm bể hết những công việc của mày, và nó không bao giờ làm một cái trò trống gì cho công ty của mày. Nhưng mà chị em nhất quyết bỏ ngoài tai những cái lời nói đó và vẫn chấp nhận em vào. Thì những cái tháng đầu em cũng nản lắm chứ chị. Những cái ngày em đi làm về á, em cứ đu rú trong phòng á. Em không đi chơi, em không bước chân ra khỏi nhà sau những giờ làm của em. Thì sau 3 năm em được nhận vào công ty này làm á, thì em chứng minh được bằng cái năng lực của em, cái người thầy của em là chị họ em á, cho em những cái cơ hội để em phát triển cái bản năng của em ra. Em được làm việc qua một mảng là mảng quốc tế. Thì khi mà em kiếm được cái đồng lương của em mà chính đáng so với công việc của em, em trở về Buôn Ma Thuột á, những cái mà tai tiếng nó không còn, nó tự dưng mất luôn chị. Em cũng không hiểu lý do vì sao. Từ khi em được mọi người công nhận dạ. Là về gia đình là thay đổi khác hẳn hoàn toàn. Dạ đúng rồi. Thì khi mà em trở về Buôn Ma Thuột á, em nằm trên xe em nghĩ là chết rồi, giờ về là chuẩn bị sẵn sàng lột tả đi con người, không còn đội sớ không gì hết, lột tả hết, bận lại bộ đồ cũ như ngày xưa để đi vô nhà. Nhưng không, bận nguyên một bộ đồ từ Sài Gòn về. Lúc đó em mặc đồ gì về nhà? Unisex, là một cái áo rất là thùng thình và một cái quần ôm sát ở trong người vậy đó. Make up luôn vậy hả? Make up xương xương.
móc xương xương à. Dạ, thật sự là hồi xưa tóc giả luôn à. Là tóc em là nó sẽ dài tới đây luôn nè. À, tóc dài. Dạ, thì là nó thật là hồi xưa em rất là lộ. Là nhìn giống gái đó. Dạ, em thật sự rất là mê làm con gái. Em mê làm con gái dữ dàng và em đã từng có ý định đi phẫu thuật chuyển giới nè kìa chị. Khi mà em trở về em cứ sợ là hồi chết rồi, lỡ mình bước vô nhà lại là những cái hít, những cái ánh nhìn, những cái lườm, mình lại sống như thế nào trong những ngày Tết này. Nhưng mà đằng này là một cái nhìn rất là thiện cảm đối với em từ những người đã từng miệt thị em rất là ngỡ ngàng. Hồi nãy em có nói là em rất thích làm con gái và thích chuyển giới, thì tại sao em không chuyển giới? Em sợ. Em sợ gì vậy? Thứ nhất là em sợ chết. Em cũng đã từng giả lộ, cũng từng tóc dài, cũng từng make up, cũng từng mang giày cao gót đó, vẫn đầm xòe, váy xòe, đầm đuôi cá vẫn có, vẫn tóc dài, vẫn make up, trang điểm đeo bông tai, mang guốc 15-20 phân là chuyện bình thường, vẫn đi đâu xuất sắc quá nhỉ, vẫn tự tin thể hiện mình là một người con gái. Mà vì lý do là chỉ sợ chết thôi mà không làm, mà bỏ ý định luôn hả? Được, đúng rồi. Em có cái năm đó em được đi qua Thái Lan á, em chơi thì em có gặp một cái chị chuyển giới là người Việt Nam luôn. Chị ấy mới kể cho em một cái quá trình cậu chị chuyển giới, thì chị khuyên em nên suy nghĩ kỹ vì em đánh đổi nhiều thứ lắm. Em đánh đổi tính mạng nè, em đánh đổi sức khỏe nè, em đánh đổi tuổi thọ của em nè. Đó là những cái mà áp đi cái mong muốn của em ngày xưa cho đến hiện tại luôn. Nhưng mà theo chị nghĩ là nếu như mình đánh đổi tất cả mọi thứ mà mình ước mơ mình trở thành một con gái, chị nghĩ là nó cũng xứng đáng. Mặc dù cho là mình giảm tuổi thọ đi 20 năm đi nữa, nhưng mình sống trong hình hài mình là một người phụ nữ mà mình mơ ước, mà cái sở thích của mình và đúng là cái chính của người mình, mình có sống ít hơn 20 năm và mình được trọn vẹn với nó, thì chị nghĩ cái sự đánh đổi nó rất là ý nghĩa. Đối với chị thấy không có gì là hối hận và phải đắn đo phải suy nghĩ. Đến thời điểm bây giờ luôn, chị cảm thấy là chị chuyển giới là rất là đúng. Chị chỉ có hối hận một điều là tại sao chị quyết định quá trễ là điều liên tiếc nhất trong cuộc đời của chị. Thật ra thì sau khi anh gặp chị Chi xong á, thì anh cảm thấy những cái câu chuyện khủng khiếp của chuyển giới á, thật sự nó không khủng khiếp đến mức đó. Em có thể thấy nhá, chị Chi nhá là một ca chuyển giới đẹp, nữ tính và cuộc sống thì thành công, hạnh phúc và tất cả mọi thứ đều rất là tốt sau khi chị chuyển giới. Em cũng rất là ngưỡng mộ những cái người mà chuyển giới đánh đổi hết tất cả mọi thứ để họ là chính họ. Thật ra thì Tuân biết được nhiều chuyện của những người ở trong cộng đồng á, những người mà đã chịu rất là nhiều đòn roi nhá, xong rồi định kiến tất cả mọi thứ, sỉ nhục của mọi người. Và Tuân thấy nhiều người á, họ trả thù bằng cách là họ làm cho họ trở nên tốt đẹp hơn. Và Tuân thấy đấy là cách trả thù gọi là hoàn hảo nhất. Chính xác. Em nghĩ là em quá thành công. Đối với cái độ tuổi này của em có một công việc ổn định, em có một nguồn sống ổn định, em được là em. Cái đó là cái mà em mong muốn nhất, là em được là em. Chứng tỏ bản thân mình hơn, chứng tỏ giới tính của mình hơn. Và thậm chí những khách hàng của em á, mặc dù bây giờ họ đã biết em là gay đó, nhưng mà họ vẫn chấp nhận em. Tại vì những cái mà em làm cho họ, em cống hiến cho khách hàng, em cho họ được những cái mà họ nghĩ là à, không những một người bình thường làm được mà cộng đồng thế giới thứ ba vẫn làm được. Và em được như vậy, những ngày xưa ai sỉ nhục em, ai châm biếm em, thì bây giờ em càng thành công, đó là em trả đũa lại cho mọi người thấy. Em luôn nghĩ vậy nè chị, họ nhìn cái thành công của em, họ phải tự hổ thẹn lại những đúng cái rồi. Gì mà họ đã làm cho em. Cái là trả thù không dùng... Không dùng dao búa. Không dùng gươm giáo dạ. Một cách trả thù văn minh. Em sẽ trả lời họ vào cái ngày mà em đám cưới. Cái không phải là một người bạn trai hay là sao là... Dạ đúng rồi, một người bạn trai. Tất nhiên là phải là một người bạn trai rồi. Nhưng bây giờ em có người yêu chưa? Thì chưa, em độc thân 5 năm nay. Chưa có người yêu mà đã suy nghĩ trước cái tương lai là phải kết hôn. Không phải là em kén mà tại vì em sợ. Em sợ. Em sợ hoài vậy. Cái sợ thứ hai là em sợ yêu. Sợ yêu là vì sao? Vì ngoại hình của em. Ngoại hình em sao? Mặt em rất là sáng này cho nó thật sự. Dạ, cái khoảng thời gian mà em cứ rú rú ở trong phòng á, vô hình chung á, nó làm em có một cái cảm giác là em không có dám tiếp xúc với một người nào khác. Nhưng mà khoảng thời gian nó qua rồi, em đi ra, em đi làm, em va chạm nhiều rồi, thì làm gì mà em cứ thu mình lại như vậy hoài đâu. Tôi được. Tôi nghĩ là ai cũng có cái quá khứ của mình hết á. Nhưng mà cái việc mà mình có để cho cái quá khứ đó ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của mình hay không nha, là cái đấy là quyền của mình. Thì đây là giây phút mà em đang thay đổi đó. Và cả là một người xấu, thật là xấu, người ta vẫn có vợ, vẫn có chồng, cái chuyện rất là bình thường. Yeah. Em đâu có xấu đâu, em rất là sáng sủa, em rất là dễ thương, cách nói chuyện em rất là duyên dáng, thì đâu có gì để em phải thiếu tự tin. Yeah. Là cũng vì chữ sợ, mà chữ sợ của em nó quá to đi, sợ nhỏ nhỏ thôi. Vậy thì giờ em thu nhỏ em lại. Em thu nhỏ lại để cho cuộc đời mình nó tươi mới, nó vui vẻ hơn. Yeah. Em phải yêu.
em không suy nghĩ sớm, sau này em 40 bốn mấy tuổi em yêu, lúc đó em mới cảm thấy là em bị quá trễ. Chị 17, 18 tuổi đã yêu rồi. Yêu nhiều lắm. Yêu nhiều mình rút ra nhiều kinh nghiệm, phải đau khổ, phải từng trải, phải vấp ngã thì sau này mình mới có được một tình yêu hoàn hảo. Dạ. Yeah. Em cứ yêu đi, em yêu thoải mái đi. Mối tình thứ hai không được, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, thứ 10 cho chị. Chị mười mấy mối tình nè, bây giờ chị mới được hạnh phúc. Chứ chị thì, rất là bình thường. Vậy thì sau chương trình này em sẽ yêu. Em yêu gian động cho chị nha. Sau cái cuộc nói chuyện hôm nay thì em sẽ nghe là chị. Và em sẽ không sợ nữa. Và chúc em có được một tình yêu thật là hạnh phúc, bù đắp cho em những ngày qua em sống cô đơn. Và chúc em sẽ có một cái đám cưới mà theo dự định của em. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Thì em cũng xin cảm ơn chương trình đã cho em một cái cơ hội được là chính bản thân em hơn, nói với mọi người biết là em là ai và em sẽ làm được gì trong tương lai. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn Nghĩa đã đến với chương trình ngày hôm nay.